Tiếp tục những thông tin về thẩm mỹ viện hút mỡ bụng cho thai phụ. Ngày hôm nay 2 tháng 11 thì bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra Sở Y tế đã tiến hành lập đoàn kiểm tra đối với thẩm mỹ viện Sophia International và bệnh viện thẩm mỹ Emcas sau sự việc hút mỡ bụng cho phụ nữ mang thai. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đình chỉ hoạt động thẩm mỹ đối với bệnh viện thẩm mỹ Sophia International vì chưa được cấp phép, song lại thực hiện việc hút mỡ bụng. Đoàn thanh tra ghi nhận Sophia International chưa được cấp phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, song thẩm mỹ đã thực hiện tư vấn và đưa khách hàng qua bệnh viện thẩm mỹ Emcas để làm thủ thuật hút mỡ bụng. Hiện Sở Y tế đã niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đến ca phẫu thuật để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, theo đơn tố cáo của một phụ nữ 28 tuổi Hà Nội, ngày 26 tháng 9, chị đến thẩm mỹ viện Sophia International tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng. Sau khi nộp 148 triệu, thẩm mỹ viện Sophia International dẫn chị đến bệnh viện thẩm mỹ Emcas để làm xét nghiệm, ký giấy cam kết và tiến hành phẫu thuật hút mỡ vòng bụng, vai, lưng, bắp tay, nách và cắt căng da bụng, nối lại dây chằng ở vùng bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân trở về Hà Nội thì có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở. Sau khi khám tại bệnh viện tư thì bệnh viện bàng hoàng phát hiện đã mang thai 8 tuần. Như vậy thì thời điểm hút mỡ bụng bệnh nhân đã mang thai khoảng 4 tuần. Được biết là bác sĩ Đinh Viết Hưng, người chỉ định phẫu thuật hút mỡ bụng của nữ khách hàng ở Hà Nội, đã không có chỉ định siêu âm và xét nghiệm kiểm tra có thai trước khi hút mỡ bụng.